Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất. Cầu thủ Trần Đình Trọng gây xúc động khi xuất hiện trước mặt Trấn Thành vì một cậu bé. Niềm đam mê bóng đá của người dân Việt Nam chưa bao giờ vơi đi, và niềm đam mê đó lại càng mãnh liệt hơn ở những thế hệ trẻ của đất nước. Tuần này, niềm đam mê bóng đá sẽ được thể hiện rõ rệt trong show truyền hình Tôi Tuổi Tin do Trấn Thành dẫn dắt. Tại đây có sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt, chính là nữ ca sĩ Phương Thanh và cầu thủ bóng đá Trần Đình Trọng. Dù bị chấn thương và đang trong giai đoạn điều trị, nhưng tuyển thủ điển trai Trần Đình Trọng vẫn đến với chương trình và có những chia sẻ đầy ý nghĩa. Duy Bảo năm nay đã 16 tuổi, hiện đang là đội trưởng của U17 tại câu lạc bộ Sài Gòn Fan Club và giữ vị trí trung vệ. Thần tượng của Duy Bảo chính là trung vệ Trần Đình Trọng và hai anh em chính là đồng môn của nhau vì Trần Đình Trọng đã từng hoạt động trong câu lạc bộ Sài Gòn Fan Club 2 năm. Khi được MC Trấn Thành hỏi về vết thương đang điều trị nên không thể tham gia SEA Games 30, nét thoáng buồn được thể hiện qua đôi mắt của chàng trai 23 tuổi Trần Đình Trọng. Vì vết thương này phải mất từ 6 tháng đến 8 tháng để hồi phục và hiện tại đã được 5 tháng. Sắp tới, trung vệ Trần Đình Trọng sẽ tham gia tập huấn cùng đồng đội để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Để động viên tinh thần cho chàng cầu thủ trẻ, Trấn Thành và nữ khách mời Phương Thanh cùng khán giả một tràng pháo tay để cổ vũ cho Đình Trọng cố gắng vượt qua chấn thương. Chia sẻ với chương trình, bóng đá là niềm đam mê từ nhỏ của trung vệ Trần Đình Trọng. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, Trần Đình Trọng đã bộc lộ được niềm đam mê đá banh cho gia đình biết. Khi ấy, mọi người trong gia đình đều cấm cản nam khách mời theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Rất may là có một người bác đã luôn ủng hộ và khuyên nhủ bố mẹ để cho Đình Trọng được theo đuổi đam mê của mình. Còn với cậu bé Duy Bảo, cậu cũng cho biết rằng niềm đam mê đá bóng của mình không được gia đình ủng hộ, đặc biệt là ba của cậu bé. Ba luôn cấm cản không cho Duy Bảo đi đá bóng, thậm chí là la mắng hay đánh thì Duy Bảo vẫn quyết theo đuổi đam mê của mình. MC Trấn Thành rất bất ngờ trước sự đam mê mãnh liệt được thể hiện qua ánh mắt của Duy Bảo. Em chia sẻ, không thể làm gì khác ngoài đá banh bởi vì con rất mê đá banh và con sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. MC Trấn Thành vội hỏi, bây giờ con mê đá banh, thích đá banh và con có nghĩ là mình sẽ trở thành cầu thủ đá banh hay không? Hay là con chỉ mê thể thao vậy thôi? Duy Bảo trả lời, con muốn trở thành cầu thủ đá banh. Trong đá banh có những khoảnh khắc rất hay. Đá banh là nơi mà mọi người đều đoàn kết. Những khoảnh khắc bật tường đẹp, ghi được bàn thắng đem lại cảm xúc vỡ òa. Nhìn thấy được ngọn lửa đam mê trong người của Duy Bảo, Trấn Thành ngưỡng mộ sự bản lĩnh, dám ước mơ và dám theo đuổi ước mơ bằng mọi giá. Trước khó khăn của Duy Bảo chia sẻ, trung vệ Trần Đình Trọng chia sẻ, thật ra, để mà lên được một cái đội bóng đá của thành phố thì cũng phải là một người có năng khiếu nhất định và phải có một chuyên môn nhất định. Bên cạnh đó, cũng phải trải qua những quá trình đào tạo và mình phải thật sự chăm chỉ, cố gắng. Thành công luôn luôn đến với những người nỗ lực, dám ước mơ và có ước mơ rõ ràng như cậu bé Duy Bảo thì mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay của cậu bé. Nhưng cơ hội này, Trần Đình Trọng đã nỗ lực hết mình để thể hiện năng lực đá banh của mình và những nỗ lực ấy đã giúp cho Đình Trọng có được thành công như ngày hôm nay. Với những thành tích tốt mà Đình Trọng đã đem lại cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, nam cầu thủ trẻ chia sẻ với chương trình rằng đến tận bây giờ thì em nghĩ nếu như em xa bóng đá thì em cũng không biết em sẽ làm ngành gì. Em đã theo nghiệp bóng đá từ rất lâu. Em chưa từng nghĩ em sẽ xa nó.